nhà ga trung tâm New York, là nhà ga bận rộn nhất nhì vùng Bắc Mỹ. Nhà ga này đã được chọn vào danh mục di tích lịch sử của Hoa Kỳ.
The Met là bảo tàng nghệ thuật lớn nhất ở Tây Bán Cầu. Bộ sưu tập vĩnh viễn của bảo tàng chứa hơn 2 triệu tác phẩm phong phú về nghệ thuật, kiến trúc và hiện vật từ châu Âu thời Trung Cổ. Viện Bảo tàng Mỹ thuật này được thành lập vào năm 1870 nhằm mang lại nghệ thuật cho người dân Hoa Kỳ. Bộ sưu tập cố định của Viện Bảo tàng bao gồm các tác phẩm nghệ thuật từ thời cổ điển và Ai Cập cổ đại, hội họa và các tác phẩm điêu khắc từ gần như tất cả bậc thầy châu Âu, và một bộ sưu tập phong phú về Hoa Kỳ và nghệ thuật đương đại. Viện Bảo tàng Met duy trì lượng lớn châu Phi, châu Á, châu Đại Dương và nghệ thuật Hồi giáo vân vân. Bảo tàng là nơi trưng bày các bộ sưu tập bách khoa về nhạc cụ, trang phục và phụ kiện, cũng như vũ khí và áo giáp cổ từ khắp nơi trên thế giới. Một số nội thất đáng chú ý từ thế kỷ 1 gồm đến thiết kế hiện đại của Mỹ được lắp đặt trong các phòng trưng bày. Viện bảo tàng này mở cửa vào ngày 20 tháng 2 năm 1872. Năm 2021, bất chấp đại dịch, Viện bảo tàng Mỹ thuật đã thu hút gần 2 triệu du khách, đứng thứ tư trong danh sách các viện bảo tàng Mỹ thuật được viếng thăm nhiều nhất trên thế giới.